Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây đua tiêm Pyroza Dragon. Chúng ta nhận được cây này free 7 ngày hay 3 ngày gì đấy, quên bà nó cái thời gian rồi. Nhân cái sự kiện là trung thu thì nó phát cho chúng ta là bánh trung thu cùng với đua tiêm Pyroza Dragon. Mọi chém chết hai thằng mới vào thôi, mát chưa anh em ạ. Dạo gần đây thì cái cơn thú tính của mình nó nổi lên rồi, anh em thông cảm nhá. Cứ vào trận zombie thì mình không cận chiến thì nó phải gọi là nó ngứa tay rồi. Em cứ phải có zombie nằm xuống thôi, trong người nó mới hết bức rức. Ok, chúng ta sẽ cùng lên đây hóng hớt và xem thằng nào có gì hot thì chúng ta sẽ liếm luôn. Rồi, cảm giác nó rất là lag đây, nhưng mình vẫn là cận chiến. Nghìn ngu, nó là nghề của NFT rồi. Các bạn cứ lại đây, chúng mình là bạn của nhau. Lại đây mình cho bạn nằm xuống đất, mình cho bạn về nơi phương xa và về cắt bụi. Đấy, mình rất là người rất là tốt. Làm zombie thì bị hành SML, toàn bị bọn nó cho ăn hành thôi. Mình thì là người tốt nên mình sẽ cho các bạn lên TV cho nó rảnh tay. Chơi làm cái gì cho nó mệt người. Cái này thì nó bị deadlay. Khi mà rút ra thì các bạn sẽ bị một tí deadlay và không chém được ngay. Nó là khắm, nhưng đổi lại thì khi mà bỏ qua được cái đoạn deadlay đấy thì nó chém phải gọi là tốc độ bàn thờ. Đấy, lại đây. Rồi, nhấp nháy kìa. À hí hí. Rồi, chị tá ơi, mình yêu bạn quá cơ. À hí hí. Rồi xong rồi, trận này có khi lại rồi, lách kìa. Đây rồi, úi rồi. Cái gì đấy, mất bà nó cái giáp rồi. Mày làm tao cáu ấy. Thêm một thằng nữa thôi là mình cho zombie tuyệt chủng rồi. Mình cận chiến xong thì tụi nó thoát ra luôn. Khắm thế à rồi. Mình chỉ có lòng tốt rồi cho bạn lên TV nhìn. Thế mèo nào. Úi rồi. Trời ơi, tuyệt chủng rồi. Mình có lòng tốt là cho các bạn lên TV nhìn. Thế mèo nào thoát luôn. Cay nhỏ, chắc là bạn hận mình lắm. Thôi không sao, mình là người tốt mà. Giúp người ta xong người ta quay lại chửi mình hay gì đấy thì đấy là điều bình thường. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục giúp người khác. Đấy, tôi xong rồi. Đùa nhau ấy nhở. Thôi, chúng ta sẽ cùng đi giúp người ta, đi lôi kéo người ta gia nhập team zombie của mình. A hí hí. Lây nhiễm thành công. Xem nào. Thế này, trời ơi, Thẩm Du cầm đua Gatling được cầm đua TMP mà Thẩm Du như thế này thì hơi bị sai đấy. Cây này thì mình cũng không nói nhiều nữa, nó ngon rồi. Không phải xoắn làm cái gì nó mệt người. Sắp tới chắc chắn là nó sẽ nâng lên được thôi. Úi trời. Kiểu như mình dồn ép người ta vào đường cùng ấy nhở. Thật là tội lỗi. Rồi xong rồi. Bắn hay thế. Cầm lục thôi bắn như thần ạ, chắc chắn là cầm 3Z các kiểu đứng quay tay rồi. Đây rồi, bạn này làm gì đây? Cầm M4A1 Ultimate Gold. Cầm hàng Gold mà lại thằng kia sao té nhở. Thấy cái mặt mình thôi nó té ngay rồi. Bạn này sao lầy thế? Rồi, cái tội lầy là nó chết. Bảo sao thằng kia rớt xuống thì chắc cũng chết luôn rồi. Đen cho bạn. Thực ra thì có đứng hay là xuống thì đều chết hết. Cứ tập xác định thôi. Đâu rồi? Rớt xuống thì dĩ nhiên là chết rồi. Thà đứng thì đứng luôn. Anh em Thẩm Du lên thùng hàng thì Thẩm Du thì đứng thì đứng luôn. Chứ zombie vào đông đông thì cứ xác định là úi dồi, cứ xác định là hàng trăm con mắt đứng hóng hớt lên cái thùng hàng. Chỉ cần đợi con hàng rơi xuống là nó sẽ rơi vào lưới ngay. Khó sống lắm. Đâu rồi bác này, trời ơi, khắm thế hả rồi. Toàn mấy thằng Thẩm Du. Em biết phải làm thao. Đấy, nó thấy mình cái là nó bắn liên tùng tục. Nữ thần bảo thủ này, bớt bảo thủ đi bạn ơi. Con người thì sống một lần thôi, mà nhây thì sấp mặt. Đấy, cứ lách. Nó làm thể hiện cái thái độ lồi lõm với mình là cứ xác định thôi. Đây rồi bác này. Cái gì đây? Ủa, ấn nhầm, trời ơi. Sao lại những cái phút quan trọng lại ấn nhầm được nhỉ? Còn 13 giây, hãy xem tốc độ bàn thờ. Rồi, tôi xong rồi. Nhìn lên nào. 7, 6, 5 4 3 2 1 tạch nhá. A hi hi. Ngu người. Vẫn kịp anh em ạ. 5 giây.
5 giây với một cuộc tình. Anh em thấy có nhanh không ạ? Mình thì mình thấy bình thường. Đâu rồi? Chúng ta sẽ cùng là lên đây nha. Lên đây đứng xem như thế nào. Tình hình đồi té thôi. Qua làm cái gì? Qua được không? Úi dồi, cố tình cả nó không cho nó qua mà. Thế mèo. Thế mèo nào. Mình cả hay vờ lờ. Đây rồi, đây rồi. Úi dồi, vãi nồi. Không thể tin tưởng được bọn này. À đủ, ghê đấy, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ cùng tiễn các bạn về nơi phương xa. Về nơi ấy. Nơi ấy, ủa, thôi xong rồi. Trời ơi, cái cận chiến này may quá. Công nhận cận chiến này ngon phết đấy. Tuy là nó hơi nặng thôi, nhưng là đối với những cái phát mà ảo lòi thì các bạn có thể cận chiến tốt được. Đây, ví dụ như này. Tuy là nó rút ra nó bị deplay anh em ạ. Deplay ảo lòi luôn. Cây này chém mắc nhanh nên mình rất thích. Bây giờ bắt đầu mình có cảm giác là thích cây này rồi. Tại vì nó chém nhanh quá. Thế này dùng bay đỡ sao được. Đỡ làm sao. Khi mà cận chiến nó chém như hack thế này. Hack rồi. Rồi thôi xong rồi. Đèn cho bạn hiền. Ai bảo bạn lao vào người dùng bay làm cái gì cho nó mệt người. Thôi lại đây, lại đây. Tao sợ mày quá đấy. Ây, tôi xong rồi. Ôi, biết ngay mà. Mình biết là cái mạng mình lát là kiểu gì lướt qua là cũng mất giáp. Khổ lời. Lướt qua một giấy thôi là đi ngay cái khăn giấy rồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Úi dồi, tôi xong rồi, sắp mặt. Pha đấy chém hơi bị ngu người. Pha đấy chém ngáo ấy. Cứ lao rồi chém đại thôi. Cứ tưởng là kiểu gì nó cũng chết, ai dè là không nên chém đại. Ok, mình sẽ cố gắng lôi kéo anh em vào gia nhập team giúp bài. Đấy, cái thú tính nó nổi dậy thì thực sự là không đỡ được. Đấy, nghịt ngu nhiều quá. Bắn bình thường thì cái khẩu này thì nó mệnh thì mình cũng test cho anh em thấy rồi. Bây giờ chơi thì phải nghịt ngu thôi. Cứ chơi bình thường quá anh em lại xem list thì bình thường. Đấy, chơi phải có cái gì đấy bựa bựa. Úi dồi, bọn này thẩm du vừa vừa thôi. Này thì mất thật giáp này. Thật là VL. Lại đây. Lại đây. Úi dồi, người thắng VL. Cạn. Khô cạn lời. Em biết phải làm sao. Rồi ok. Chúng ta sẽ cùng nghịt ngu trận cuối. Xem trận cuối sẽ có gì hot. Cố lên, mình sẽ cố kiếm nhiều cận chiến một tí. Em éo là toàn là giữa bay này. Được một trận highlight, một trận tuyệt chủng zombie. Khủng khiếp thật. Mình chơi cận chiến thôi mà cũng có lấy top được này. Đùa. Ảo lòi thật. Úi dồi. Mình nhường lại cho bọn kia. Thật là vãi lều. Đã nhẽ pha đấy mình ăn luôn nhỉ. Tiếc quá. Mình bắn chơi chơi toàn cận chiến thế này mà sao lại nhiều kill ấy nhỉ. Chả nhẽ cận chiến được nhiều kill hơn. Ảo ấy nhỉ. Thật là hư cấu. Lại đây. Úi dồi. Đấy các bạn cứ lên đây. Mình boot kill nhá. Úi dồi. Đấy các bạn chỉ cần rảnh tay thấy. Các bạn thấy mình không? Rảnh tay một tí thôi là bọn đấy sẽ hút hàng của mình. Cay. Cổ này mà bắn chú ý một tí. Bắn ăn kill thì nó bá lắm. Phải gọi là bắn hết đạn chưa chắc nè. Này đi. Úi dồi. Trời ơi. Sao cào xa thế à rời. Một thằng nữa là mình làm giúp bài làm hero. Cố lên mình sẽ nghịch ngu. Bây giờ không cần làm hero nữa. Tôi sẽ làm giúp bài. Đúng rồi, nhảy vào bốn giúp bài này. Về đi mình đi. Từ từ bạn ơi. Bạn còn rất là trẻ, không cần phải nằm xuống sớm như thế đâu. Tội quá cơ. Rồi từ từ té. Té nhanh. Đâu rồi? Úi dồi. Bay ghê đấy nhở. Bay thật. Nó nhanh vờ lờ. Mình chủ quan là cứ tưởng là nó đuổi theo không kịp. Thế mèo nó ở đâu bay xuống á. Không thể tin được. Thật là ảo lòi. Pha đấy mình cũng hết hồn. Tự dưng này nhảy rớt theo nó. Đừng nà chết luôn. Này thì hero này. Tớ đâu cái định mệnh. Bây giờ không có thằng tơ thì khoai lắm. Không ăn được la liếm được gì đâu. Đây mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Mình sẽ lao lên chém và kết thúc clip tại đây.
này đi. Ôi khám quá. Bệnh nó trâu cỡ đấy. Ôi nó trâu như một con bò. Bye bye anh em nha. Kết thúc đây.